谁更肯定将教训对客谋命满当真看来的共有学问越来跳梁分教行政南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật Diệu Nguyện và Nhật Báo Minh xin kính chào quý khán thính giả đã đến với chương trình Sống Đời Sống Phật. Chương trình này được phát hình trên băng tần 57.8 và Galaxy 19 khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày và được phát lại vào lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa giờ California ngày hôm sau. Thuyết giảng chương trình hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đồng Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp. Hy vọng với sự chia sẻ của Ngài sẽ mang lại cho quý vị một đời sống thật sự an lạc và giải thoát, đồng thời góp phần vào tiến trình thăng hoa chung của thế giới nhân loại. Chúng con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật xin kính chào cô Nhật Bảo Minh và cô Diệu Nguyệt. Xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Không quên, xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Dạ. Dạ thưa Thầy, để tiếp nối chương trình vừa rồi, mình đã nói về chuyện ăn mặn, ăn chay, về chuyện truyền thống. Thì con xin hỏi Thầy, con có nghe cái câu này qua, con muốn xác định lại với Thầy là người ta có nói là ăn mặn mà nói ngay, còn hơn là ăn chay mà nói láo. Thì chuyện đó thì Thầy nghĩ sao về cái đó? Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Điều đó họ muốn nhắc nhở chúng ta rằng là phải nói những cái lời chân thật, không bao giờ nói những cái điều sai với sự thật, không bao giờ dùng những cái điều đó có thể mang lại cái sự thiệt hại hay là một cái phần thưởng lớn cho mình. Mình cũng tuyệt đối không bao giờ nói những cái lời sai với sự thật, mà phải nói một cái lời hoàn toàn phù hợp với sự thật, với chân lý, gọi là chánh ngữ. Ở trong bát chánh đạo và chánh ngữ, phải nói những cái ngôn ngữ nó phù hợp với chánh pháp, phù hợp với chân lý, phù hợp với sự thật. Cho nên cái lời nói đó mà nhắc nhở những cái người tu hành cần phải làm gương và trước hơn bất cứ ai hết, phải nói những cái lời như thật. Còn nếu mà mình ăn chay mà mình không có nói những cái lời ngay thật thì còn thua là cái người ăn mặn nữa. Cho nên đó là một cái câu mà họ nhắc nhở, họ tác động, họ khuyến khích để những cái người tu hành, những cái người mà đang đi trên một cái lộ trình hướng đến giải thoát giác ngộ, đang phụng sự cho chánh pháp, đang phụng sự cho cái phúc lạc lâu dài của tha nhân, phải tôn trọng cái sự thật, phải nói những cái điều hoàn toàn thật. Và đó là một cái câu nó mang một cái triết lý sống rất rất là cao. Nó có nhiều cái ý nghĩa. Nó thà tôi ăn mặn nhưng mà tôi nói ngay còn hơn mà ăn chay mà nói những cái điều không thật. Thành thử ra đây là một cái câu nói mà nó không phải chỉ nhắm vào cái người ăn chay, mà nó là một cái câu nói mang cái tính cách xây dựng, nhắc nhở đối với tất cả mọi đối tượng. Dạ. Vậy thì lúc nào mình cũng phải nói lên sự thật đúng không thầy? Đúng rồi. Là mình ăn mặn tức là mình ăn thịt nhưng mà mình nói sự thật còn hơn là mình không sát sanh mà lại đi nói những cái việc không đúng sự thật. Đúng rồi. Vậy thì trong chương trình lần trước mình đã nói về truyền thuyết và truyền thống là hai thứ mà chúng ta nên xác minh lại trước khi tin theo. Vậy thì còn những yếu tố nào chúng ta nên tuân theo khi mà xác minh một cái nguồn thông tin thưa thầy? Cảm ơn cô Triều Nguyện. Cái điều thứ ba là theo lời dạy của Đức Phật, chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. Rất là quan trọng. Đây là lời dạy của Đức Phật. Ở cái thời đại hiện nay, chúng ta thấy cái sự tuyên truyền vì thủ đoạn chính trị, vì cái quyền lợi của phe nhóm, vì cái lợi ích của cá nhân, đó là một cái trường hợp rất là phổ biến ở Việt Nam. Cộng sản cứ bắt cái loa tuyên truyền suốt ngày, nhồi rọ ở hải ngoại. Chúng ta cũng thấy có những cái thông cáo báo chí, có những cái thông tư, có những cái giáo chỉ, có những cái đó tuyệt đối không nên tin.
dù xuất phát từ bất cứ đâu, hoặc nhân danh bất cứ chức vụ gì, mình phải kiểm chứng xem thử những cái lời nói của họ có thật hay không, những cái dữ kiện mà họ đưa ra có đúng hay không. Nhiều khi một cái buổi lễ chỉ có 200 người, họ nói là 1.000 người, thành phần nhân sự không có gì hết dựng lên, và những cái người đó có một cái đời sống rất là bê bối, ai cũng biết cả, nhưng mà họ cứ tuyên truyền, họ dựng lên, ồ cái người này là ghê gớm, người kia sống một cái đời sống đạo đức vân vân. Đó là một cái trường hợp rất là phổ biến hiện nay ở trong đạo Phật cũng như là ở ngoài thế tục. Do vậy mà những người Phật tử chúng ta cần phải làm sao để nhìn thẳng vào sự thật, hiểu được cái sự thật nó nằm ở đâu. Vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai sai, mà vấn đề ở đây là cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên ở trong một cái bối cảnh lịch sử mà có nhiều cái manh động, có nhiều cái sự tranh chấp, người ta nhìn nhau bằng một cái cặp mắt hận thù, chứ không phải là bằng một cái nhìn thương yêu và hiểu biết. Họ tranh chấp, họ tàn hại, họ vu hãm lẫn nhau để họ tìm cái lợi thế cho bản thân, cho phe nhóm, cho tổ chức của họ. Họ không cần quan tâm đến cái sự khổ đau của người khác. Và Đức Phật dạy không có ai là người chiến thắng khi có cùng một cái đức tin sinh hoạt trong một tổ chức rồi lại quay lại tranh chấp với nhau, đấu đá bôi nhọ nhau. Như vậy thì làm cho cái uy tín của cái tổ chức, của cái tôn giáo mà mình đang tôn thờ trở thành thương tổn. Mình đang hủy diệt cái giá trị của những cái gì mà mình cho là cao quý. Chứ không ai là thắng cả, mà tất cả đều là kẻ chiến bại một cách rất là thê thảm. Dù có cái ảo giác cho rằng là mình thắng đi nữa, cái đó là chỉ ảo giác, là trò đùa của thiên hạ. Thắng gì khi mà vợ chồng, con cái, cha mẹ, thầy trò, những thành viên của tổ chức tranh chấp lẫn nhau để mà giành cái quyền thắng. Không ai thắng cả, mà phải trả một cái giá, không phải chỉ bây giờ mà trở thành bia miệng của ngàn đất. Những cái nhà sử học, những cái người mà tìm hiểu sự thật, họ sẽ xét từng cái góc cạnh nhỏ để tìm hiểu ra vấn đề nó nằm ở đâu. Cho nên mình nhìn cuộc đời phải bằng một cái cặp mắt của thương yêu và hiểu biết, bằng cặp mắt của từ bi và trí tuệ. Mình đến với nhau để tìm hiểu nhau, xây dựng cho nhau, nhằm giúp mọi người thành hoa, thành tựu được những cái mơ ước lớn, chứ không phải là đến để soi mói bắt bẻ, tìm kiếm cái lỗ xấu của nhau để rồi chỉ trích, để mà tìm cách hủy diệt. Hiện nay trong các tổ chức đang xảy ra cái thảm trạng này một cách thường trực. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đừng nghe bất cứ một cái điều gì, dù đó là cái điều được tuyên truyền lập tới lập lui, thông cáo này thông cáo kia, để mà lừa gạt cái sự nhẹ dạ của quần chúng, đánh lừa cái dư luận, hướng quần chúng đi một cái hướng khác để mình tha hồ mình làm những cái việc bất chính. Do vậy mà những người Phật tử chúng ta phải rất là đề phòng trước những cái thông cáo báo chí này, thông cáo báo chí kia. Họ nhân danh cái tổ chức này, nhân danh cái quyền lực khác để mưu đồ cho những cái mà chỉ có lợi cho phe nhóm của họ. Chúng ta phải rất là thận trọng. Nếu mà không thận trọng thì chúng ta không phải là người Phật tử. Bởi vì Đức Phật dạy đó, đừng nghe theo những cái điều, dù cái điều đó được tuyên truyền nhắc đây nhắc lại rất rất là nhiều lần. Thì hai cô nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Nó rất là quan trọng. Dạ. Thưa Thầy, những lời Thầy đã chia sẻ thì con làm con suy nghĩ lại là giống như đợt bầu cử vừa rồi, con rất là phục giới trẻ bây giờ, tại vì có nhiều người, nhiều phe họ nói này nói nọ, nhưng mà giới trẻ mình lại lên trên mạng tìm hiểu sự thật là như thế nào, phải không Duy Nguyễn? Đúng rồi, Duy Nguyễn cũng thấy vậy, tại vì trong thế giới ngày nay thì quá nhiều nguồn thông tin khác nhau, mình không biết được đâu nguồn thông tin đúng, thậm chí báo chí cũng có khi là đưa tin sai sự thật hoặc là tốt cho một cái ứng cử viên nào đó.
mình phải luôn xác minh thông tin và chính bản thân mình thì mình mới biết được là nguồn thông tin đó có đúng hay không. Chứ không là dễ bị họ đánh lừa. À, mình mà mình vội vàng mình tin bị họ đánh lừa, rồi mình biến mình thành nạn nhân của những cái vụ lừa đảo đó rất là nguy hiểm, phải không? Dạ vâng, đúng rồi thầy. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 1 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Xin quý vị vẫn giữ băng tần 57.8 để theo dõi phần 2 của chương trình sau phần quảng cáo thương mại. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.